In this week's Bizline, Vietnamese tropical fruits conquer the world market. And overcoming obstacles for tropical fruit in foreign markets. Hello there, you're tuning into Bizline on VTV International. I'm Hoàng Hằng. Vegetable and fruits have emerged as a standout in Vietnam's export sector. For the first time, Vietnam's fruit and vegetable export have surpassed $1 billion in the first quarter of the year, highlighting the potential for growth in this sector. A significant portion of this success comes from tropical fruits. Global consumers are showing an increasing interest in tropical fruits, particularly those that offer health benefits and novel flavors. Vietnam, with its extensive area and high yield of tropical fruit trees, stands as a leading producer in Asia, boasting a diverse array of fruit species. This positions Vietnam fruit exporter to capitalize on the growing international demand. In this week's Bizline, we'll explore the potential of Vietnamese tropical fruit exports in the global market, examine the challenges they face, and discuss strategies to help them succeed. Let's begin by looking at Vietnam's impressive fruit export achievements in the following clip. Fruit and vegetable exports remain a strong sector in agricultural products. According to the Ministry of Agriculture and Rural Development, by the end of April, Vietnam's fruit and vegetable exports are estimated to have reached $520 million. This brings the total export value for the first 4 months of the year to over $1.8 billion, marking an increase of over 32% compared to the same period last year. For the first time, Vietnam's fruit and vegetable exports surpassed $1 billion in the initial months of the year. This significant milestone sets the stage for the industry to achieve a new export record. Trong thời gian vừa qua thì mặt hàng trái cây là một cái mặt hàng mà có cái tốc độ tăng trưởng xuất khẩu khá là mạnh và đã duy trì cái tốc độ tăng trưởng thường xuyên từ 20 đến 30%. Trái cây nhiệt đới thì cũng có một cái thuận lợi khi mà đã có cái sự tăng trưởng khá là tốt. Thì có thể nói đây là một cái điểm sáng trong lĩnh vực xuất khẩu thời gian vừa qua. Reaching $5.6 billion in exports, it's a record achievement for our country's fruit and vegetable industry in 2023. The negative impact of El Nino has reduced the global supply of fruits and vegetables, creating an opportunity for Vietnam. By offering high-quality products, Vietnam can seize this chance to penetrate challenging markets like Europe and Japan. Hàng năm thì châu Âu nhập khẩu từ bên ngoại khối khoảng 36,5 tỷ đô la. Trong đó thì Việt Nam mới xuất vào thị trường EU khoảng 250 triệu đô, chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với cái nhu cầu nhập khẩu hàng rau quả từ bên ngoài. Trong cái thời gian gần đây thì cái xu hướng về tiêu dùng đa dạng hóa các cái loại rau quả thì cũng được gia tăng, nên rau quả nhiệt đới thì ngày càng được ưa chuộng. Với các cái nhu cầu cũng như là thói quen tiêu dùng của người Nhật Bản, họ muốn tiêu dùng những sản phẩm phong phú, tức là không chỉ những cái sản phẩm hoa quả của Nhật Bản mà họ cũng muốn là thưởng thức các loại đặc sản, những cái loại hoa quả nhiệt đới từ các nước, ví dụ trong đó có Việt Nam. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là thị trường Nhật Bản vẫn còn nhiều tiềm năng, vẫn còn nhiều cái dư địa cho cái trái cây của Việt Nam trong thời gian tới. Fruit and vegetable exports continue to grow at a high rate, showing many positive market changes and improved processing capabilities. The industry is on track to set a new export record this year. We now go online to speak with Secretary General of the Vietnam Fruit and Vegetable Association, Mr. Đặng Phúc Nguyên, for an in-depth discussion on the prospect of Vietnam's tropical fruit in the global market. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình. Lần đầu tiên thì xuất khẩu rau quả của Việt Nam vượt 1 tỷ đô la ngay trong quý đầu tiên của năm. Vậy thì theo ông, đâu là những điểm nổi bật đóng góp cho thành tích xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua? Theo cái số liệu của Tổng cục Hải quan mà chúng tôi ghi nhận được á, thì 4 tháng đầu năm 2024, kim ngạch rau quả xuất khẩu đã đạt con số là 1,884 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023. Thì đạt được cái thành quả này là nhờ cái kim ngạch của sầu riêng
ước tính cũng khoảng trên 500 triệu đô, tăng 6-10% so với năm 2023. Cùng với thanh long và chuối cũng tăng gần 30% so với năm 2023, và xoài cũng tăng khoảng 25%. Nói chung là các mặt hàng rau quả của chúng ta là đều tăng tới mức khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Cái nguyên nhân thứ nhất là cái nhu cầu tăng mạnh từ cái thị trường Trung Quốc do có cái dịp Tết Nguyên Đán, rồi cộng thêm cái khủng hoảng mà Biển Đỏ mà nó gây khó khăn cho các nước ở khu vực Mỹ, ở EU, Trung Đông xuất khẩu sang Trung Quốc. Chính vì vậy mà nhu cầu của Trung Quốc nhập rau quả của Việt Nam tăng hơn trước, do cái yếu tố là rẻ, và thứ nhất là chúng ta đáp ứng nhanh chóng các cái đơn hàng nhanh hơn so với các nước khác. Thì đây là những cái yếu tố làm cho cái kim ngạch 4 tháng đầu năm 2024 nó tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Rau quả đang trở thành một điểm sáng trong xuất khẩu của nước ta, trong đó thì có sự đóng góp đáng kể của trái cây nhiệt đới. Ông đánh giá ra sao về tiềm năng của ngành hàng trái cây nhiệt đới trong việc chinh phục thị trường thế giới? Theo Cục xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương thì năm 2025 dự báo là nhu cầu tiêu dùng về rau quả của thế giới sẽ đạt con số gần 400 tỷ đô. Thì năm 2023 chúng ta đã sản xuất và xuất khẩu được con số kỷ lục là 5,6 tỷ đô, chiếm khoảng 1,4% nhu cầu của thế giới. Chính vì vậy mà ngành rau quả Việt Nam còn rất nhiều cái dư địa để xuất khẩu ra thế giới các cái sản phẩm rau quả nhiệt đới của mình. Theo Cục Trồng trọt của Bộ Nông nghiệp thì năm 2022 diện tích của chúng ta đã mở rộng tới 1,2 triệu hecta trồng các loại trái cây nhiệt đới. Thì sản lượng gần 19 triệu tấn, trải dài trên nhiều vĩ độ nên rất đa dạng về chủng loại. Cái quan trọng nhất của trái cây nhiệt đới so với trái cây ôn đới để ý coi là cái hương vị rất là thơm, rất là ngon, rất là hấp dẫn. Nên là tôi tin rằng cái nhu cầu thế giới sử dụng trái cây nhiệt đới càng ngày càng nhiều. Trái cây nhiệt đới Việt Nam càng ngày càng được cải tiến về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã bao bì, rồi đóng gói đẹp mắt, nên không lo gì không tăng trưởng trong cái việc xuất khẩu, chinh phục nhiều thị trường thế giới. One significant barrier for Vietnamese tropical fruits in the European market is their high prices, which often exceed the spending capacity of European consumers, especially when compared to similar imports from Africa and South America. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta đưa hàng một số cái nhóm hàng nhiệt đới sang, tuy nhiên thì cái giá thành nó còn rất là cao so với lại các cái giá thành các cái loại trái cây bản địa, trái cây ôn đới khác. Ví dụ như là trái vải, thì như một số nước châu Phi đưa sang thị trường châu Âu phân phối thì giá vải thì tầm khoảng 7 đến 8 € 1 kg phân phối tại hệ thống siêu thị. Tuy nhiên thì ví dụ cũng là vải của Việt Nam đưa sang châu Âu thì thông thường ấy, cái giá thành là phải từ 15 cho đến 20 € 1 kg. Cho nên là nó cũng là một trong những cái hạn chế. Hiện tại thì Việt Nam thì cũng đang xuất khẩu các mặt hàng trái cây nhiệt đới thì sang thị trường Nhật Bản như là thanh long này, xoài này, chuối, vải, nhãn tươi và sầu riêng. Và điều quan trọng nhất thì là Nhật Bản thì có quy định về các cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm thì rất là nghiêm ngặt. Hoa quả ngoài việc phải tươi ngon thì cũng phải đảm bảo là cái hoa quả đó thì không còn các cái dư lượng của các thuốc bảo vệ thực vật như là hoặc là cái nấm mốc trên hoa quả. Thì nếu mà vi phạm các cái quy định này thì các lô hàng đó thì sẽ bị từ chối nhập khẩu vào Nhật Bản. Despite Vietnam's strong competitive advantage in producing a variety of fruits, the export value of these products remains modest. This can be attributed to several factors, including a limited production scale, inconsistent product quality, substandard processing technology, and a lack of comprehensive understanding of target market information. Khó khăn ở đây đó là cái việc mà các doanh nghiệp, người sản xuất, kể cả đến các hộ sản xuất
chúng ta chưa có một cái thói quen là sản xuất cái hàng hóa, sản phẩm nông sản hàng hóa nó khác với cái sản phẩm nông sản tiêu dùng, tức là nó đòi hỏi cái quy cách, phẩm chất, cái độ đồng đều cũng như là cái vấn đề về chất lượng nó cao hơn, thế phải đáp ứng nhất là những cái yêu cầu về mặt an toàn thực phẩm. Chính vì vậy thì ở đây cũng rất cần có cái vai trò của những cái doanh nghiệp lớn hoặc cả của các hợp tác xã tạo ra được cái nguồn hàng và đủ cái chất lượng và đủ phù hợp với cái yêu cầu cho việc xuất khẩu. Việt Nam hiện là quốc gia có diện tích và sản lượng cây ăn quả nhiệt đới khá lớn ở khu vực châu Á với sự đa dạng về chủng loại. Tuy nhiên thì trái cây Việt Nam đang gặp những rào cản gì khi xuất khẩu ra thị trường thế giới, thưa ông? Khi xuất khẩu ra thế giới thì chúng ta hàng hóa, những cái trái cây nhiệt đới của chúng ta cũng có một số cái gặp những cái rào cản, như chẳng hạn như là hàng rào kỹ thuật, rồi chính sách bảo hộ mậu dịch của các nước nhập khẩu sau khi hàng rào thuế quan hạ xuống, tức là chúng ta sẽ gặp cái cạnh tranh về chất lượng rất quyết liệt về giá cả với các hàng rau quả sản xuất nội địa hoặc nội khối, thậm chí một số mặt hàng còn được các cái nước nhập khẩu trợ giá, giảm thuế. Cho nên đây là những cái rào cản mà rất khó khăn cho cái trái cây của chúng ta khi xuất khẩu. Rồi các cái chỉ tiêu mà dư lượng quá chất tồn dư trong sản phẩm, người ta gọi tiếng Anh gọi là MRL, thì càng ngày nó càng được tăng thêm. Rồi các cái chỉ tiêu như là gìn giữ môi trường xanh, rồi chống phát thải nhà kính, càng ngày càng được các nước áp dụng. Cho nên đây là những cái hàng rào cản mà cũng rất là khó khăn cho trái cây nhiệt đới của chúng ta đi xuất khẩu. Theo ông, Việt Nam cần phải có những giải pháp gì để có thể tận dụng tiềm năng xuất khẩu của mặt hàng trái cây nhiệt đới? Thì để mà phát huy cũng như tận dụng tiềm năng xuất khẩu trái cây nhiệt đới của Việt Nam, chúng ta nói chung cũng phải tiếp tục kiên trì các giải pháp như sau: tăng cường về chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho cái trái cây nhiệt đới chúng ta bằng cách là chúng ta phải tuân thủ nghiêm chỉnh theo tiêu chuẩn, trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp hoặc là hướng hữu cơ, vân vân. Rồi nghiên cứu cải tiến thêm các cái giống cây ăn quả mới đáp ứng cái thị hiếu tiêu dùng của các thị trường mục tiêu cũng như truyền thống, hỗ trợ đầu tư cho các cơ sở lớn chế biến rau quả hiện đại nhằm tăng hơn nữa công suất, tỷ lệ chế biến đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật tiên tiến nhằm tăng cái thời gian bảo quản trái cây để có thể xuất khẩu bằng tàu container đi xa. Tôi thấy một cái sản phẩm trái cây của Chile như là cherry, họ đã chiếm lĩnh được cái thị trường Trung Quốc. Từ Chile họ đi Trung Quốc họ cũng mất khoảng 30-40 ngày. Nhưng mà nhờ cái phương pháp bảo quản tốt, cho nên là trái cherry 6-70 ngày vẫn còn tươi. Cho nên chính vậy, ở Trung Quốc, cái cherry Chile rất là nổi tiếng và được tiêu thụ rất mạnh. Và đã mang về cho Chile một năm khoảng 2-3 tỷ đô. Mà mình biết là Chile là một nước xa Trung Quốc, nhưng mà họ làm được. Trong khi chúng ta ở gần Trung Quốc mà chúng ta làm không được. Đấy, đó là cái do cái bảo quản cái cây, cái kỹ thuật của chúng ta còn khiêm tốn. Quan trọng hơn nữa là chúng ta phải cải tiến, nâng cao cái hệ thống vận chuyển, tăng cường xây dựng mới hạ tầng cơ sở logistics hiện đại như đường xá, đường cao tốc, kho tàng, bến cảng, tàu biển, nhằm tiết giảm chi phí logistics cho các doanh nghiệp, giảm bớt được cái tổn thất sau thu hoạch, rồi góp phần kéo dài cái thời gian bảo quản trái cây. With just around 2 weeks remaining until the early lychee harvest season in Bắc Giang and Hải Dương, efforts to boost lychee consumption are underway. In Hải Dương province, anticipates a lychee output of 40,000 to 45,000 tons in 2024, a decrease from the previous year. Due to weather conditions,
Nguyen's family expects their lychee output to be only half of last year's, around 7 to 8 tons. However, despite the reduced yield, the price of lychee has increased compared to previous years. Trong những năm gần đây, thì thực tế ra là cái giá trị của quả vải Thanh Hà là hàng năm được nâng cao bởi vì là có cái thị trường có xuất khẩu, giá trị tăng từ 15 đến 20%, thậm chí đến trên 50%. Đấy, như cái vải nhà tôi là mọi khi là thường thường là chỉ bán được 6-70.000 một cân thôi, nhưng mà năm nay hiện tại bây giờ giá nhà tôi bán 120.000 một cân. Thanh Hà lychees are mainly consumed domestically and exported to various prominent markets such as China, Japan, France, the United States, Korea, and more. To further expand consumption markets and enhance product quality, a Thanh Hà lychee trade promotion conference was held in early May. This event engaged both Vietnamese trade networks and foreign businesses focusing on investment in preservation processes and quality improvement initiatives. Khâu mà khó khăn nhất đối với những cái sản phẩm nhiệt đới của chúng ta là cái bảo quản. Thời gian mà bảo quản được các sản phẩm nông sản này nó cũng rất là ngắn. Thế cho nên là hiện nay thì chúng tôi cũng đang thu hút các doanh nghiệp vào địa phương để có thể là sản xuất hoặc là thu mua để chế biến, không phải sử dụng cái sản phẩm xuất khẩu bằng cái quả vải tươi mà chúng ta có thể chế biến sang những cái sản phẩm nâng cao cái giá trị sản phẩm của nông sản. To expand the market share of exported fruits, according to Vietnamese trade offices abroad, Vietnamese fruit export enterprises still have to overcome many challenges. Thì trong cái thời gian vừa qua là các doanh nghiệp của chúng ta mới xuất khẩu quy mô nhỏ, chủ yếu là theo các cái đường hàng không và chưa có những cái công nghệ bảo quản lâu dài để chúng ta áp dụng để xuất khẩu vải nhãn bằng đường biển để giảm cái chi phí giá thành, mở rộng thêm cái thị phần trong cái thời gian tới thì cần tập trung vào công tác bảo quản, giảm cái giá thành về vận chuyển cũng như logistics để làm sao đến giá thành sang đến châu Âu nó ở một cái giá hợp lý để người tiêu dùng châu Âu chấp nhận được. Tại những cái vùng trồng hoa quả thì các công ty hay là các cái hợp tác xã của họ thì cũng đầu tư các cái kho lạnh lớn tại những cái vùng trồng để mà bảo quản, thì cái việc này thì nó cũng là giúp cho việc giảm cái áp lực mà thu hoạch ồ ạt và cái giá thành nó cũng bị giảm xuống khi mà được mùa. Tôi cũng hay trao đổi với các cái công ty của Việt Nam hay như nhà xuất khẩu Việt Nam là nếu mà áp dụng được các cái công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, các công nghệ tốt thì chúng ta cũng sẽ tạo ra được là những cái sản phẩm có chất lượng cao. Với nhiều loại trái cây sắp vào vụ thu hoạch như vải, nhãn, sầu riêng, làm thế nào để có thể xúc tiến tiêu thụ một cách hiệu quả nhất những loại trái cây nhiệt đới có thời gian thu hoạch ngắn, bảo quản ngắn ngày như vậy? Nên những cái mặt hàng mà thời gian bảo quản của nó cũng ngắn luôn. Cho nên cái việc mà thu hái, rồi bảo quản, rồi xuất khẩu thì chúng ta phải làm rất là nhanh. Cái thứ hai nữa là phải có một cái kỹ thuật cho cái việc bảo quản nó được lâu. Rồi thứ ba nữa là trước khi mà chúng ta thu hái hoặc là mùa vụ thì chúng ta phải làm công tác xúc tiến thương mại thật là hiệu quả để chuẩn bị cho cái thị trường, chuẩn bị cho cái việc tiêu thụ. Thì khi mà vào vụ là chúng ta phải làm ngay, thu hái nhanh, đóng gói nhanh, xử lý nhanh, rồi vận chuyển cũng nhanh, thì chúng ta may ra mới có thể là đẩy mạnh được cái con số tiêu thụ cho những cái mặt hàng mà gọi là có tính chất ngắn ngày, có chừng mùa vụ nó chừng tháng rưỡi gì đó. Thì rồi cộng thêm nữa là chúng ta phải có cái sự hỗ trợ của cái ngành chế biến nữa, tại vì ngành chế biến cũng phải làm thật nhanh trong cái điều kiện này. Có như vậy thì mới giúp cho cái người nông dân của chúng ta đạt được những cái ích lợi trong cái vấn đề trồng và những cái loại trái cây như thế này. Thực tế cho thấy là bảo quản vẫn là vấn đề rất lớn cho trái cây của Việt Nam. Theo ông thì các nhà xuất khẩu và các nhà sản xuất cần phải có những kế hoạch ra sao để có thể bảo quản trái cây lâu hơn nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng
và giúp mặt hàng này cạnh tranh hơn tại thị trường thế giới? Để mà bảo quản trái cây lâu dài phải có một cái sự đầu tư bài bản từ khâu giống, đất, giống, rồi cách trồng, rồi cái cách thu hái, vận chuyển, xử lý trái trước khi đóng gói. Chứ không phải chúng ta chỉ có xử lý đóng gói. Những cái này nó đòi hỏi kỹ thuật cao đến rất cao. Điều này là các cái doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam còn rất thiếu về trình độ và sự đầu tư. Nhiều doanh nghiệp chưa khép kín được cái quy trình từ trồng trọt đến mà đóng gói, xuất khẩu. Cho nên còn nhiều cái lỗ hổng ảnh hưởng đến chất lượng hàng. Nó nói chẳng hạn như là trồng thì là một người, thì thu mua lại là cái ông thương lái, rồi đóng gói xử lý lại là ông doanh nghiệp. Rồi những cái mắc xích này nó nhiều lúc nó không có liên kết chặt chẽ nhau, tuân thủ theo một cái quy trình thống nhất nên rất khó cho cái việc mà bảo quản trái cây đạt được cái thời gian shelf life tối đa như các nước phát triển. Là họ chỉ có một đơn vị thôi, làm từ A đến Z, từ trồng trọt đến xuất khẩu đóng gói, làm từ một mình họ, một công ty thôi, thì nó mới có một cái quy trình thống nhất, thì nó mới đạt được cái thành quả mà như tôi nói là như hàng cherry của Chile đó. Tôi nghĩ các cái doanh nghiệp nào mà nắm chặt và tổ chức được cái vùng trồng lớn cùng với việc đầu tư máy móc hiện đại, triển khai hay áp dụng các kỹ thuật tiên tiến về xử lý, thì mới tạo được một cái cú hích về chất lượng lớn lao, cạnh tranh được với các nước một cách hiệu quả. Communication, promotion and marketing play pivotal roles, particularly in international markets, where they serve to gradually shift consumer tastes and habits. Đối với thị trường Nhật Bản thì những cái loại mà sản vật từ các địa phương khác mà muốn giới thiệu lên Tokyo thì họ cũng vẫn phải làm quảng bá. Đấy, họ phải tổ chức các cái sự kiện để giới thiệu sản phẩm. Thì thương vụ chúng tôi cũng thường xuyên là tổ chức giới thiệu các cái loại hoa quả nhiệt đới tại các cái sự kiện lớn. Tôi giới thiệu những cái buổi ăn thử tại cái lễ hội Việt Nam tại thủ đô Tokyo, cũng như là giới thiệu các sản phẩm, những cái trái cây tươi của Việt Nam tại cái hệ thống siêu thị của Việt Nam thông qua cái tuần hàng Việt Nam tại Ion. Developing and strengthening fruit brands is among the strategies Vietnam is actively pursuing to increase the value of Vietnamese fruits. Xây dựng thương hiệu cho trái cây cũng là một cái yêu cầu cấp bách. Và bởi phía Bộ Công Thương thì cũng đã có những cái hoạt động trong cái việc là hỗ trợ xúc tiến thương mại, rồi xúc tiến cái chương trình thương hiệu quốc gia, để qua đó là giúp cho các doanh nghiệp nông sản của chúng ta có thể đạt được cái mức độ thương hiệu nhất định, và từ đó là cùng nhau quảng bá ra thị trường nước ngoài. Vietnamese fruits have gained entry into several discerning markets like the EU, US and Japan. However, Vietnam's share of global fruit imports stands at a mere 1%. To expand market share and firmly establish a presence in the international market, experts advocate for effective management and development of cultivation areas. This entails creating raw material zones that adhere to sustainable export standards. Doing so not only enhances the identity of Vietnamese agricultural products, but also facilitates their penetration into major markets. Ultimately, this approach aims to gradually achieve the export target of 6.5 billion US dollars for fruits and vegetables this year. Thưa ông, Việt Nam cần có những chiến lược phát triển ra sao để góp phần nâng cao vị thế của trái cây Việt Nam trên thị trường quốc tế? Để có thêm cái thành tích kim ngạch trái cây nhiệt đới cao hơn nữa, chúng ta cần phải, nói chung cũng cần có các cái một vài cái biện pháp. Ví dụ như là chính phủ, về mặt chính phủ thì có các cái đoàn đàm phán cấp cao để khai mở thêm thị trường cho các cái trái cây tươi hoặc chế biến có thế mạnh của Việt Nam, nhất là tại các cái thị trường gần truyền thống như Trung Quốc, Nhật, Úc, các nước ASEAN. Các loại trái cây mà chúng ta có thế mạnh như là sầu riêng, thanh long, bưởi, dừa, chanh leo, v.v. tổ chức và tham gia ra các cái hội chợ xúc tiến thương mại nổi tiếng trên thế giới để quảng bá cái hình ảnh chất lượng trái cây Việt Nam đến các trường trên thế giới. Thậm chí các cái sứ quán, đại sứ
thương vụ Việt Nam ở nước ngoài của chúng ta cũng cần tích cực góp phần quảng bá cho hàng hóa Việt Nam và trái cây nhiệt đới của chúng ta trên các cái sàn thương mại điện tử ở các nước hoặc siêu thị ở nước ngoài có cái tiềm năng mà nhập khẩu được cái trái cây nhiệt đới của chúng ta. Với những phân tích trên thì theo ông triển vọng xuất khẩu trái cây trong năm 2024 sẽ như thế nào ạ? Liệu mục tiêu năm nay có khả thi hay không? Cái dư địa mà cái số lượng để mà sản lượng để mà xuất khẩu được nó nhiều lắm, nhưng vấn đề là chúng ta làm sao mà tuân thủ được những cái tiêu chuẩn của thị trường thế giới về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thì chắc chắn là trong tương lai cái con số mà sản lượng mà xuất khẩu được cho thế giới sẽ càng ngày càng tăng hàng năm và cái kim ngạch của trái cây nhiệt đới của Việt Nam sẽ tăng mỗi mỗi năm. Với cái tình hình mà sản xuất và xuất khẩu trái cây ngày càng được chú trọng cải tiến về chất lượng, về mẫu mã v.v. chắc chắn là kim ngạch rau quả của Việt Nam sẽ đạt con số kỷ lục so với năm 2023. Chúng ta đã có kỷ lục rồi, bây giờ lại tiếp tục kỷ lục mới là có thể là từ 6 tỷ đến 6 tỷ rưỡi. Hình thứ này tôi tin rằng là cái kim ngạch của chúng ta sẽ có kỷ lục mới trong năm 2024. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình. There is huge potential for the fruit and vegetable industry to expand export, which has just accounted for 2-3% of the global fruit and vegetable export revenue. While tropical fruit exports are growing steadily, more effort is needed to open markets for a wider variety of fruit. Industry experts emphasize the need for market-based planning and a framework to guide production according to market signals. Additionally, the industry should leverage trade agreements to expand its global reach beyond just domestic consumption. With these measures in place, they are optimistic, predicting that fruit and vegetable export could grow by 15 to 20% in 2024, potentially reaching a new record high of $7 billion. And on that note, we wrap up this edition of Bizline. Stay tuned for more content, or you can always visit our YouTube channel at youtube.com/vtv4go. Thank you for tuning in, and until next time.